Hello các ông, lại là Phản đây. Đã bao giờ các ông thử nghĩ xem sẽ như thế nào nếu một ngày cánh đàn ông được quyền chán cơm thèm phở, đi ăn nem một cách công khai mà không còn phải sợ những trận đánh ghen nảy lửa nữa hay chưa? Chuyện sung sướng tưởng như chỉ có trong mơ, ấy thế mà lại có thật ngoài đời. Không những vậy mà đó còn là chuyện đang xảy ra ngay tại Việt Nam của chúng ta đấy nhá. Tại vùng đất của những người anh em dân tộc, mỗi ông chồng ở đây đều đang sở hữu cho mình tới 3 đến 4 nàng vợ, nhưng vẫn không đủ để làm các ông chồng này thỏa mãn, mà cứ hứng lên là các anh lại chạy đi mua thêm cô nữa về nhà. Chà chà, phái mạnh của dân tộc này ích thị là hình tượng mà bao nhiêu anh chàng ao ước rồi đây. Nhưng cũng thật khó lòng mà chấp nhận được, họ để thuần phong mỹ tục ở đâu, đạo đức ở đâu, còn địa chỉ ở đâu, thì để chị Phẳng đây dẫn các ông đi, khai sáng cho các ông về những dân tộc bá đạo nhất của đất Việt ngay thôi nào. Let's go! Thứ nhất, vỗ mông chọn vợ. Chắc các ông vẫn còn nhớ tập tục chặn đường bắt vợ của người Mông đúng không nào? Nhưng hôm nay Phẳng xin giới thiệu với anh em một phong tục khác của các vị huynh đài này khiến thiên hạ phải trầm trồ hơn nữa. Đấy chính là vỗ mông để chọn bạn đời. Nếu ở dưới miền xưa chúng ta, việc chạm vào bờ mông của một cô gái có thể khiến bất cứ ông nào trở thành một tên dâm tặc chính hiệu, thì ở đất của Hờ Mông, đây là một chuyện hết sức bình thường, mà còn là một cách hay để các chàng trai lựa chọn vợ đem về. Nhưng phải biết vỗ đúng nơi và đúng chỗ, chứ không được bạ đâu vỗ đấy đâu nhé. Thời điểm được vỗ là vào dịp đầu xuân năm mới, khi các nam thanh nữ tú đi du xuân. Sau khi có tí men vào người, nếu cô gái ưng bụng chàng trai, họ sẽ cùng nhau tham gia trò chơi đố anh bắt được em. Cô gái sẽ chạy, còn nhiệm vụ của chàng trai là đuổi theo và đưa bàn tay vỗ vào mông nàng, đồng nghĩa với việc cô này sắp trở thành vợ anh kia. Thực ra thì không phải vô tình mà trai gái Mông tìm được nhau và thực hiện tục lệ trên. Những người tham gia tục lệ này thường có sự tìm hiểu từ trước và ưng thuận nhau. Vỗ mông chỉ là cái cớ để hai người gặp lại. Chàng trai có dịp thể hiện tình cảm lẫn bản lĩnh của mình trước mặt cô gái và những người xung quanh. Thứ hai, bắt chồng về dinh. Có thể các ông chưa biết, không chỉ đàn ông mới được bắt vợ mà cả phụ nữ cũng có thể bắt chồng đấy nhé. Tục lệ này trái ngược hoàn toàn với người Mông. Các đồng bào Chu Ru, Xin, Cờ Ho ở Tây Nguyên là những người theo chế độ mẫu hệ, thế nên tại đây đàn ông mới là con mồi, còn các chị em chính là thợ săn. Nếu anh trai nào lọt vào mắt xanh của nhà gái, thì cô nàng đó sẽ về thưa chuyện với mẹ cha, rồi họ sẽ âm thầm chuẩn bị lễ vật, chọn một đêm tối trời nào đó bất ngờ kéo sang họ nhà trai. Thương lượng được thì bắt chồng, nếu nhận được sự đồng ý của hai họ, cô gái sẽ mang nhẫn tới đeo cho chàng trai theo một ngày đã định. Nếu không được thì cả họ gái kéo về, sau 7 ngày cô gái này lại tiếp tục đến và đeo nhẫn cho chàng trai. Sự việc cứ thế tiếp diễn đến khi nào chàng trai đồng ý mới thôi. Sau khi cưới, anh chồng phải theo vợ về nhà gái ở, con cái sau khi sinh cũng sẽ theo họ mẹ. Nếu ly hôn anh chàng sẽ chẳng được chia chác một đồng nào. Thế nên lúc cưới xin, tiền thách cưới để bắt chồng của dân tộc này đều từ 1 đến 2 cây vàng, hoặc ít cũng 5 chỉ vàng trở lên. Chưa kể là số lượng gia súc đi kèm theo sinh lễ, việc thách cưới cao hay thấp tùy thuộc vào dòng họ của nhà trai lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào giá của chàng con rể tương lai. Nếu như nhà trai không chịu cho con của họ về nhà gái, họ sẽ đòi nhà gái thêm một phần tiền như vậy nữa mới được bắt về. Cũng chỉ vì thế mà nhiều nhà khuynh gia bại sản để cho 5 đến 6 cô con gái của họ được bắt chồng. Nhiều gia đình khác trở thành chúa chồm vì lo kinh phí bắt chồng cho con. Thứ ba, mua thêm vợ. Một điều khó có thể tin rằng nó lại xuất hiện ở Việt Nam và tồn tại được cho tới ngày nay. Cánh đàn ông ở đây chỉ cần có tiền trong tay là sẽ tìm nơi để mua thêm một cô vợ về nhà, làm phong phú thêm cho hậu cung của bản thân. Cũng là cách để họ có thể tự tin về độ giàu có và khoe khoang sức mạnh. Bộ tộc mà tôi đang nói tới chính là tộc người Cơ Tu ở thôn Bút Tưa, xã Sông Côn, huyện Đông Giang, Quảng Nam. Đây là một phong tục truyền lại từ đời cụ kỵ và được con cháu nối nghiệp cho tới bây giờ. Họ gọi vợ cả là vợ gốc, còn những người được mua về sau sẽ là vợ ngọn. Nhà nào có nhiều vợ ngọn chứng tỏ nhà đó rất giàu có. Bởi vì cô vợ đó là dùng xí lễ cưới rất lớn để mua về, bao gồm vàng bạc, đồ cổ, trâu, lợn và nhiều thứ khác. Cưới vợ ngọn cũng phải tổ chức tiệc 2 ngày 2 đêm như cưới vợ gốc. Khi cưới được vợ ngọn về rồi, nhà trai phải làm thêm đám cưới tạ lỗi với vợ gốc và bà con họ hàng vợ gốc. Nhưng để nạp thêm bà hai thì phải có sự đồng ý của bà cả. Nếu được bà cả chấp thuận thì không sao. Nhưng trong trường hợp người vợ cả hiện tại không cho phép thì phải chuẩn bị đầy đủ số lá khăn là xính lễ lúc cưới để đền vạ. Sau đó mới được chuyển về ở với nhau. Dù nhà nhiều vợ hầu chung một chồng, nhưng gia đình người Cơ Tu, vợ ngọn, vợ gốc luôn sống hòa thuận với nhau, chung một bếp lửa. Những người vợ vừa là tài sản cũng vừa là lao động trong nhà và cách để các ông chồng có chỗ đứng trong bản.
nên hầu như ông nào cũng có từ 2 tới 3 người vợ là ít. Thứ tư, chung vợ chung chồng. Một quả tập tục khó đỡ khác tới từ dân tộc Cờ Ho ở vùng La Ngâu, La Dạ. Tại đây, những người anh em ruột trong nhà được phép lấy chung một vợ, hoặc đôi khi là chị em gái gả chung một chồng. Họ sẽ ăn chung nhà, ngủ chung giường, làm kinh tế chung và chung luôn cả con cái, mà không hề có sự ghen tuông xảy ra. Nhưng điều kỳ lạ là phong tục này có một điều cấm kỵ là chỉ cho phép người em được lấy vợ của anh trai ruột, còn nghiêm cấm người anh không được lấy vợ của người em. Bởi người dân Cờ Ho cho rằng đấy là một sự xúc phạm lớn nhất của gia đình. Những đứa bé được sinh ra sẽ là con của cả nhà chứ không phải của riêng ai. Điều thú vị là dân tộc người Cờ Ho còn rất thoáng trong chuyện ăn kem trước cổng. Con trai con gái người Cờ Ho thường ăn ở với nhau trước khi cưới. Sau đó nếu muốn, họ sẽ về xin phép gia đình làm lễ, cưới nhau về nhà. Thứ năm, ngủ thử ưng thì cưới. Đây là phong tục lâu đời của người Mường. Theo đó, những chàng trai đến tuổi trưởng thành được phép tới ngủ thăm nhà cô gái mà họ ưng. Nếu tối đến mà phòng của cô gái nào đốt đèn sáng thì có nghĩa là họ vẫn còn độc thân và chưa có ai ngủ cùng. Các chàng trai sẽ coi đó như một tín hiệu để tìm đến, cậy cửa để vào nhà ngủ thăm cùng nàng. Nếu đèn trong buồng cô gái đã tắt thì chứng tỏ cô gái đã có người tâm sự đêm khuya hoặc có ý trung nhân vừa lòng. Các thanh niên sẽ tự hiểu mà tránh nhà đó ra. Sau 5 lần tới ngủ thăm, nếu cả hai đều ưng nhau thì chàng trai sẽ cùng gia đình tới nhà gái để xin đám cưới. Trong những lần ngủ thăm này, hai người chỉ được phép trò chuyện, tâm sự mà không được động chạm vào người nhau. Phong tục này cho đến nay vẫn được duy trì ở một số nơi. Thứ 6. Ở rể 3 năm mới được cưới. Với những chàng trai dân tộc Thái, để cưới được vợ, họ phải trải qua một quá trình thử thách rất dài. Khi ưng cô gái nào, chàng trai sẽ thưa với cha mẹ để lo chuyện hôn nhân. Sau đó, chàng trai ấy phải đến ở nhà gái trong 3 tháng. Sống trong gian dành cho khách và chỉ được phép mang một con dao để làm việc. Hết thời gian đó, nếu được bố mẹ cô gái đồng ý, chàng trai sẽ trở về báo cho cha mẹ mình biết. Lúc này, chàng trai mới được mang hành lý tư trang đến nhà gái và ở đó suốt 3 năm. Sau 3 năm ở rể, lễ thành hôn mới chính thức được tiến hành. Trường hợp cô gái không đồng ý cuộc hôn nhân sẽ tự cắt tóc mình. Sau lễ cưới, chú rể tiếp tục ở nhà gái từ 1 đến 10 năm và chỉ được phép đưa vợ về nhà mình sau một nghi lễ đưa dâu long trọng. Chuyên mục hôm nay của Thế Giới Phẳng tới đây thôi. Các ông thấy ấn tượng với điều gì nhất nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nhé. Thế Giới Phẳng luôn hoan nghênh những bình luận đóng góp cho chuyên mục tiếp theo tới Tỷ Chính Công đấy nhá. Nên đừng ngại bật mí với tôi những điều mà các ông đang tò mò để cùng nhau đi khám phá nhé. Còn bây giờ thì bye bye!